Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Quy định số 50 của Bộ Chính trị đưa ra hàng loạt nguyên tắc trong đó nêu rõ bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, bảo đảm chặt chẽ đồng bộ liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Hội nghị đã triển khai một số quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, một số quy định cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực quy hoạch, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, trách nhiệm trong công tác quy hoạch, phương pháp quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện độ tuổi, quy trình và hồ sơ nhân sự quy hoạch, việc công khai và quản lý quy hoạch quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất năng lực uy tín có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng luân chuyển bổ nhiệm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp